Dạ, Sài Gòn Xanh, tụi em xin gửi lời chào đến các quý vị khán giả đang xem chương trình We Choice Awards của mình ạ. Nói về cảm xúc thì cũng đây là một trong cuộc đời của mình và cả các bạn Sài Gòn Xanh, thì đây là lần đầu tiên mà trên tay mình cầm là một cái cúp We Choice Awards. Thì mình cũng đã theo dõi cái chương trình này rất là lâu và rất là muốn là cầm được một cái cúp như vậy, và mình cũng rất là cảm ơn We Choice đã tạo cho Sài Gòn Xanh được nhận một cái cúp như vậy, và mong muốn những chương trình lan tỏa những cái điều tích cực này đến với cộng đồng càng ngày càng mạnh hơn, và cũng mong muốn đưa những cái hình ảnh của Sài Gòn Xanh đến với tất cả mọi người tiếp cận tốt hơn ạ. Dám đam mê và dám rực rỡ hả chị? Tụi em nghĩ thì đó là những điều mà các bạn đã ấp ủ từ lâu, hoặc là các bạn đang lo lắng về một cái gì đó trở ngại, đang không tự tin, thì các bạn hãy dẹp hết những cái điều đó lại và hãy hướng đến những cái điều mà mình mong muốn. Không quan tâm, không quan trọng là nó thành công hay là thất bại. Cái chiến thắng ở đây đó chính là mình đã vượt lên cái nỗi sợ đó và làm được những điều mà mình mong muốn, thì nó đã là rực rỡ rồi ạ. Dạ, là nhân vật truyền cảm hứng. Thì nhân vật truyền cảm hứng thì mình có theo dõi cái choi thì đó là Sơn Tùng MTV. Thì người mà mình rất thích, và đó là một idol của mình. Dự án tương lai của Sài Gòn Xanh thì có rất là nhiều dự án. Bây giờ thì các bạn đang trong cái công việc là dọn rác dưới kênh rạch, và tương lai sẽ thay đổi bằng nhiều cái dự án như là trồng cây xanh, làm những cái phao trắng rác và thay đổi cái dòng nước đen ngòm trở thành nước trong xanh hơn, và đặc biệt là cái giáo dục. Và mình muốn là những cái mà mình đưa những cái thông điệp của mình đến với các bạn học sinh của tất cả các trường lớp ạ. Dạ rồi, thì lúc nãy tôi cũng đã có cảm ơn rồi, nhưng mà lời cảm ơn đó vẫn chưa đủ. Một lần nữa, tất cả thành viên Sài Gòn Xanh tụi em xin chân thành cảm ơn những anh chị cô chú tình nguyện viên nè, cũng như là tất cả mọi người, những khán giả cũng như là quý đại biểu, nói chung là mọi người đã ủng hộ tụi em trong cái hành trình này. Tụi em xin chân thành cảm ơn rất nhiều luôn ạ.